Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì con nhớ lại cái câu chuyện khi con còn nhỏ. Khi còn nhỏ thì trẻ nhỏ chơi với nhau thì đầu trước đầu sau thế nào cũng chọt quẹt, rồi chửi nhau, rồi đánh nhau. Thế có một đứa bạn kia đánh, bị người ta đánh, nó chạy về mét với mẹ: "Mẹ, mẹ, thằng kia nó đánh con." Bà mẹ mới nổi điên lên: "Ủa sao mày ngu như vậy? Tao cho mày ăn cơm mà sao mày ngu như vậy? Mày không biết đánh nó lại, nó đánh mày, mày không biết đánh nó lại sao?" Quả thật thưa anh chị em, trong một thế giới mà chúng ta thấy mạnh được yếu thua, thắng làm vua, thua làm giặc, thì người ta dạy cho con cái của mình như thế. Mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay lại dạy: "Hãy học với ta, hãy mang lấy ách của ta, hãy học với ta vì ta có lòng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng." Liệu thưa anh chị em, liệu Chúa Giêsu có thực sự hiền lành hay không trong xã hội Do Thái của Ngài đang sống? Thế thì chúng ta để trả lời cho câu hỏi đó có hay không, thế bây giờ chúng ta lặp lại từng trang tin mừng, chúng ta coi thử xem Chúa Giêsu có chửi người ta không. Đối với ông bà anh chị em có chửi không? Dạ có ạ. Chúa Giêsu chửi còn hay hơn là các bà nữa. Chửi như hát hay. Chúa Giêsu nói: "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đạo đức giả. Các ngươi đọc kinh dài dài, nuốt hết tài sản của bà quá. Các ngươi như bồ mã tô vôi." Chú mẹ ơi, chửi còn ác chiến hơn các bà nữa. Không phải giỡn đâu, chửi ghê lắm. Các bà, con nghĩ các bà trong đây chắc chưa ai chửi hay bằng Chúa Giêsu đâu. Khốn cho các ngươi. Rồi chúng ta thấy xem Chúa Giêsu có đánh người ta không? Lật lại là có đó. Khi Chúa Giêsu vào trong đền thờ, thấy người ta bày ra chiên bò, bồ câu để mà bán rồi đổi tiền, Chúa Giêsu điên lên, lấy dây thừng bệnh dây quánh đuổi đi, đem những thứ này ra khỏi đền đây, đừng biến nhà cha thành ta thành nơi trộm cướp. Thế là những kinh sư thượng tế, những tư tế quản lý cái đền thờ nói: "Ê, cái thằng kia, ai cho mày làm cái chuyện này, mày có cái quyền gì?" Chúa Giêsu mới nói: "Ấy, cứ phá hủy đền thờ này đi thì nội trong 3 ngày sẽ xây dựng lại." Ngoài ngon, chúng ta biết là đối với những người Do Thái thời bấy giờ, Chúa Giêsu là một người thanh niên bình thường thì mấy ông nói mày ngon, nói theo kiểu dân giả chúng ta, mày ngon, đền thờ này 46 năm xây mới xong, mày nói 3 ngày mày xây dựng lại. Không hiểu, không ai hiểu điều Chúa Giêsu nói. Nhưng mà ý Chúa Giêsu nói về sau này các thánh tông đồ mới hiểu, là khi Chúa Giêsu phục sinh, ý nói là đền thờ đây là chính thân thể của người, cứ giết đi. Tại rõ ràng khi mà Chúa Giêsu phá hủy, khi mà Chúa Giêsu phá cái mâm cơm của người ta trong đền thờ, người ta đổi chiên đổi bò, bán chiên bán bò, bán bồ câu, đổi tiền đổi bạc, cái nguồn lợi đâu đâu, vô các cái người quản lý đền thờ, thượng tế, kinh sư, luật sĩ, tư tế. Bây giờ Chúa tôi phá cái mâm cơm của người ta, hỏi nó sao, nó ghét không? Ghét chắc cú luôn. Còn chửi nó: "Khốn cho các ngươi, đồ đạo đức giả nữa." Chứ nó giết là cái chắc luôn, không giết mới là lạ. Cho nên Chúa Giêsu mới nói: "Cứ phá hủy đền thờ này, cứ giết đi, nội 3 ngày sẽ xây dựng lại, sẽ sống lại." Đó, nếu xem ra hình như là nghe cha giảng, cha Hà giảng, hình như là Chúa Giêsu đâu có hiền đâu. Thế mà trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại nói: "Hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng." Liệu Chúa Giêsu có nói đúng không? Quả thực nếu chúng ta ngẫm nghĩ kỹ lại thì chúng ta thấy Chúa Giêsu hiền thật. Hiền thật chứ không phải là hiền giả. Mặc dù Chúa Giêsu nổi nóng, nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu rất là hiền.
Tại sao nói Chúa Giêsu hiền? Bởi vì hiền lành không có nghĩa là nhu nhược. Đứng trước sự dữ, sự bất công thì Chúa Giêsu khẳng khái, tố cáo, lên án. Và dĩ nhiên Chúa Giêsu sẽ bị bắt hại. Và Chúa Giêsu chấp nhận cái giá đó. Chúa Giêsu chấp nhận cái giá đó. Chúa Giêsu có biết người ta ghét mình, có biết người ta sẽ bắt hại mình không? Có, tới 3 lần Ngài tiên báo trước cho các môn đệ của mình là sẽ bị các thượng tế, luật sĩ, kinh sư bắt giết. 3 ngày thầy sẽ sống lại. Mà tiên báo về điều đó không phải 1 lần, 3 lần. Nhưng Chúa Giêsu chấp nhận cái giá đó. Ngài không dùng bạo lực. Thứ nhất là Ngài không trốn tránh, và cũng không dùng bạo lực để mà đối lại với bạo lực. Khi giới lãnh đạo Do Thái cho người bắt Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, thì Phêrô rút gươm ra chém đục đứt tay đứa đầy tớ. Thì Chúa Giêsu mới nói với Phêrô: Phêrô, cất gươm vô vỏ con, đừng có dùng gươm, dùng gươm sẽ chết vì gươm. Hay là con không biết rằng thầy có thể xin cha của thầy sai 12 cơ binh thiên thần đến để giải thoát thầy khỏi giờ này? Nhưng mà không, vì giờ này mà thầy đến đây. Chúa Giêsu nói hơi quá, 12 cơ binh hơi quá, con chỉ cần một ông là đủ rồi, đủ làm thịt hết dân Do Thái rồi. Tại vì ai giết được thiên thần bây giờ? Chúng ta chưa chết, chứ thiên thần đâu có chết, đâu có giết được thiên thần. Chúa Giêsu nói 12 cơ binh là hơi quá đó, còn cần một thôi là xử đẹp hết rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu không xài. Chúa Giêsu có khả năng đó, có khả năng dùng bạo lực để đối lại với bạo lực, nhưng mà Chúa Giêsu không xài. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu hiền lành ở đó, nhưng mà Ngài không có nhu nhược. Đứng trước sự dữ, đứng trước điều xấu, đứng trước bất công, Ngài sẵn sàng tố cáo. Nhưng đối với những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi thì sao, thưa anh chị em? Chúng ta thấy rất rõ Chúa Giêsu hiền lành. Đối với những người tội lỗi, Chúa Giêsu có né không? Không. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông biệt phái tên là Simon nhậu, mời nhậu, dùng cái ngôn ngữ bình dân như bây giờ đấy, ngồi mời nhậu. Thế thì có một người phụ nữ trong thành đó, tội lỗi lắm, ai cũng biết tội lỗi khét tiếng, mò tới Chúa Giêsu khóc sướt mướt, lấy nước mắt tưới chân Chúa Giêsu, lấy tóc lâu, rồi chơi nữa cái bình dầu thơm nữa. Ông Simon Phêrô, ông xưng phán Simon Phêrô, ông biệt phái tên là Simon mới nói: ông Giêsu này là dân chúng nó đồn là cái ông ngôn sứ nổi tiếng rồi đó, chắc lẽ phải biết cái người đàn bà này là người tội lỗi như thế nào, chân thành này nó biết hết mà lại cho đụng. Thì Chúa Giêsu mới bụp cho ông Simon: tôi vô nhà ông, nước ông cũng đâu có đổ, dầu ông cũng đâu có sức. Tức là những cái nghi thức để mà welcome, chào đón khách ông có. Còn người đàn bà này nè, nó tội thiệt đó, nhưng mà nó yêu mến nhiều, vì yêu nó yêu mến nhiều, bằng chứng là nó đã được tha nhiều. Chúng ta thấy. Rồi không những với cái người phụ nữ ngoại tình đó, và người phụ nữ đó, còn người phụ nữ ngoại tình nữa, hùng hổ lắm, bắt dân Do Thái bắt được một người phụ nữ ngoại tình đem tới Chúa Giêsu. Bây giờ theo luật Môsê nè, cái người đàn bà mất nết như thế này nè, ném đá cho chết. Thì bây giờ theo thầy thì thầy tính sao? Chúa Giêsu không tính gì hết, cứ ngồi ghi trên đất, ghi trên đất. Mấy ông hỏi quá, Chúa Giêsu hỏi: ai sạch tội ném đá trước đi. Rồi xuống viết tiếp. Thế thì lần lượt người nào mà tóc bạc là đi rút trước, bởi vì nhiều tuổi rồi, nhiều năm rồi, phạm tội nhiều, rút trước. Tới đó bắt đầu tới kẻ đầu xanh, lúc hết không còn ai hết, chỉ còn người phụ nữ ngoại tình. Sư ngước mắt lên: tụi nó đâu hết rồi? Dạ nó đi hết rồi.
Chúa Giêsu mới nói ta cũng không kết tội chị đâu, vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu rất là hiền lành. Không, và không phải đối với người phụ nữ đâu, mà đối với người đàn ông như là Gia Kêu làm nghề thu thuế cũng vậy. Gia Kêu nghe đồn Chúa Giêsu là vị ngôn sứ, vị thầy giảng nổi tiếng, cái là khi mà biết tin Chúa Giêsu vào thành Jericho thì bây giờ ông tìm cách để làm sao biết được Chúa Giêsu hình hài cao to mập béo như thế nào, nhưng mà lùn quá chen không lại người ta, cho nên là bắt đầu lùn nhưng mà trí cao, suy nghĩ cách để mà làm sao để thấy được Chúa Giêsu, chạy tới trước leo lên cây sung để ngó cho nó chắc cú, trên đó thằng không đứa nào cao hơn nữa. Chắc kêu nhìn xuống Chúa Giêsu tới, ê chắc kêu xuống đi, hôm nay ta đến ta ở nhà ngươi. Gia Kêu xuống đứng tuyên bố giọng dạc, hôm nay là một nửa tài sản còn cho người nghèo, còn con làm hại ai con đền gấp bốn. Chúa Giêsu tuyên bố liền, hôm nay nhà này được ơn cứu độ bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Chúng ta thấy Thiên Chúa thiện tình thương, sự dịu hiền của Ngài. Cho nên sự hiền lành của Chúa được thể hiện đối với những người cùng khổ, những người tội lỗi, những người tàn tật, bệnh tật. Đó là sự yêu thương, cảm thông. Và dĩ nhiên chúng ta thấy khi hiền lành như thế thì Chúa Giêsu là người khiêm nhường, là người dễ gần đối với mọi người. Và đầu đó đã được Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho tín hữu Philippe chương 2 câu 6 đến câu 8. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế, và đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Cái sự khiêm nhường của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đã viết lại trong bài Thánh Ca ở Philippe. Thế thì nhiều khi chúng ta hỏi là con nghĩ con hỏi, nếu mà Chúa Giêsu ngày xưa sinh ra trong gia đình của Đức Mẹ Đức Maria với Thánh Giuse thì không biết là có bị la, có bị mắng hay không. Nhưng mà con bảo đảm thưa anh chị em, nếu mà sinh ra trong gia đình của chúng ta vào thời đại này là Chúa Giêsu bảo đảm bị chửi. Mày cứ đi mày giảng lung tung, mày nói đụng tới chính quyền, mày làm được gì, mà có thay đổi được gì không? Nó bắt nó giết mày bây giờ. Con nghĩ chắc Chúa Giêsu bị người ta chửi như vậy đó, nếu như sinh ra trong gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà chắc Thánh cả Giuse và Đức Mẹ hiền chắc cũng không nói. Đọc lại, con lục lại sách Tin Mừng thì chỉ có mỗi đứa mình Đức Mẹ nói có một câu là khi Chúa Giêsu là năm 12 tuổi ở lại trên đền thờ mà không có nói cho cha mẹ, làm Đức Mẹ và Thánh Giuse đi tìm 3 ngày đường, thì Đức Mẹ nổi nóng mới nói một câu: con không biết rằng cha mẹ đang vất vả tìm con sao? Có lẽ chúng ta thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse tôn trọng tự do của Chúa Giêsu. Thế nhưng chúng ta nghĩ lại, chúng ta thấy rằng sống hiền lành như Chúa Giêsu trong xã hội ngày hôm nay vô cùng khó khăn. Chúng ta thấy cứ đi ra đường thôi, đơn giản thôi thưa anh chị em, ra đường mà quẹt xe. Con không biết, con thấy là có nhiều vụ lắm, quẹt xe mà con không biết ai đúng ai sai, cái hai bên đó nhảy xuống là chửi, làm như hai con gâu gâu đó gừ nhe răng ra chửi phủ đầu. Sống trong một xã hội như thế thưa anh chị em, hiền lành như Chúa Giêsu chắc không sống nổi. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đi theo thầy Giêsu, với bản tính con người chúng ta không thể hiền lành và khiêm nhường như Giêsu. Nhưng với ơn của Chúa, chúng ta hy vọng
và chúng ta tin tưởng chúng ta sẽ trung thành với Thầy Giêsu của chúng ta. Chúng ta sẽ thể hiện mình là một môn đệ hiền lành và khiêm nhường như Thầy Giêsu. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm tuyên xưng niềm tin của chúng ta.